Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Và mình đang có mặt ở Thủy Sinh Tím. Hôm nay mình sẽ tìm hiểu về thủy sinh. Hay là bạn Hào, hôm nay bạn Hào sẽ tư vấn với mình ha. Thì đa số bên em á thì bán các dòng cá chuyên về thả thủy sinh. Neon thì nó còn chia lên có nhiều loại, nó có neon thường, neon đen, neon vua. Còn mình nếu mình muốn thả những cá dữ như là thằng tiên, phượng hoàng, cánh bướm được á thì mình thả chung những dòng cá dữ. Mấy cái hồ đẹp quá ta, hồ này chắc hồ nhập ha. Cái hồ mà full siêu trong cỡ 1 mét này á thì nó dao động tầm 5 đến 6 triệu. Người ta nói rõ là nó nhuộm màu. Dạ, luôn. Dạ nhuộm màu. Anh về anh nuôi một thời gian tầm 10 ngày đến 1 tháng là bắt đầu nó mắc màu. À. Nhưng sau này người ta họ lai tạo được á thì màu nó tự nhiên như vậy. À, cũng cao tiền á ha. Dạ đúng rồi. Sò hay dạ cái đó là cái hang đồ chơi cho chuột và lai cô á anh. À. Thì thường nó chuột với lai cô thường nó sẽ thích cho tôi trốn vô những cái hang như vậy. Thì nhưng mà sau này á thì những anh em thủy sinh nó phát hiện ra nó có thể bơi đàn trong hồ thủy sinh rất đẹp. Cửa hàng rau xanh. Ví dụ như em nói là phải thay nước nè, phải giảm đèn nè, tăng CO2 với lại chăm một số loại phân dinh dưỡng để kích cây nó phát triển lại. Cái đầu này nó sẽ bị cháy. Dạ đúng rồi. Cái dòng này đặc biệt cái dòng này là không phải là dòng cá cắm. À. Cái dòng này khi anh cắt ngang rồi chỗ đó nó sẽ không phát triển nữa. Nhìn một cây cây bonsai mà theo dạng là khoe xương theo cái kiểu cây bonsai. À. Bonsai này thì em không dán riêng mà em là dán ráy. Ráy. À. Dạ. Sẽ chơi một cái tác phẩm mà nó có phần nổi trên mặt nước và phần nổi dưới mặt chìm ở dưới mặt nước. Có tiền lệ. Hello, không mình là Nam Ngô. Ok các bạn, buổi sáng hôm nay trời rất là mát và mình đang có mặt ở Thủy Sinh Tím, số 26/43 Nguyễn Vĩnh Khiêm, phường Đa Cao, quận Nhất ha. Thì đây là cái shop mới mở được, mình có hỏi các bạn là này có hai cơ sở lận, đây cơ sở mới mở được khoảng 3 tháng nay, shop rất là đẹp luôn. Ok, bây giờ mà mọi người vào trong ha. Hôm nay mình sẽ tìm hiểu về thủy sinh. Trong thủy sinh thì nó có rất là nhiều cái để chúng ta cần phải tìm hiểu. Thứ nhất là cá, cây, rồi cách set up phụ kiện, cái phong cách thủy sinh, rất là nhiều thứ. Hello em. Dạ em chào anh. Hello em. Dạ. Hay là bạn Hào, hôm nay bạn Hào sẽ tư vấn với mình ha. Ok bây giờ chắc mình sẽ tìm hiểu về cá trước đi. Dạ. Em có thể giới thiệu cho mọi người các loài cá trong thủy sinh. Dạ. Với lại nó gọi là trong cái môi trường, từng cái môi trường thì nó từng cái loài cá nào á. Dạ. Thì đa số bên em á thì bán các dòng cá chuyên về thả thủy sinh. À. Dạ, một số loại cá thủy sinh bơi đàn mà nhiều khách hàng ưa chuộng á như là có sóc đầu đỏ nè. Neon, tam giác vua. Dạ, neon thì nó còn chia lên có nhiều loại, nó có neon thường, neon đen, neon vua. Đấy. Thì đó là những dòng cá nhỏ mà bơi đàn mà khách thường hay thích để thả hồ thủy sinh. Anh thấy nó bơi đàn rất là đẹp đúng không? Dạ đúng rồi, nó bơi đàn. Thì cái cá ở trong thủy sinh á, mình có lưu ý với lại cá để mà chơi những cái mục đích khác không em? Cũng không cần lưu ý gì nhiều ạ. Thì đó, nói chung là chơi cá thì mình phải quan trọng về chất lượng nước chứ. Chất lượng nước mình ổn, ok thì mình có thể nuôi được hầu như là các dòng cá trong hồ thủy sinh. Dạ. Nhưng mà nó có gọi là đối chọi gì nhau không? Kiểu dạng gì á? Dạ cũng có anh, có một số dòng cá nó sẽ dữ. Giống như là một số dòng phượng hoàng nè, thằng tiên. Đấy thì những dòng đó thì mình nên thả những hồ to, hồ lớn hơn. Dạ, tránh thả những hồ nhỏ mà chung với những con cá nhỏ thì nó có thể cắn nhau. Đây có những cái cá dưỡng không bán này là nó rồi. Mới về hay sao? Dạ không, cá nó đang bị bệnh anh thì bên em sẽ dán bản không bán. Vì để dưỡng khi nào mà cá hết bệnh, cá khỏe hẳn á thì mới dán bán cho khách. Này sặc da báo thấy cũng đẹp quá. Dạ đúng rồi. Sặc da báo. Shop đang dưỡng lại ha các bạn ha. Tim tơ đen. Ví dụ mình nuôi cái hồ thủy sinh mình có thể thả chung nhiều loại cá với nhau không em? Dạ có, thì những dòng cá hiền, cá nhỏ thì mình có thể thả chung được với nhau. Còn mình nếu mình muốn thả những cá dữ như là thằng tiên, phượng hoàng, cánh bướm được á thì mình thả chung những dòng cá dữ thì sẽ không sao. Tránh thả với dòng cá dữ mà thả chung với những dòng cá nhỏ hiền thì nó sẽ cắn nhau. Dữ dạ. Ở chung với dữ đúng không? Dạ đúng rồi. Okay, hay quá. Như cái cá trong đây là nó cũng đa dạng hay nghĩa là dòng thủy sinh thì nó cũng đa dạng về cá thôi đúng không? Dạ đúng rồi, dòng thủy sinh thì đa số đa dạng nhiều loại lắm. Ở bên mình là nhận setup hồ rồi cho khách tất cả mọi thứ luôn. Dạ bên em có nhận thi công setup hồ cho khách trọn bộ, trọn gói. Đây nè các bạn, chúng ta có thể thấy bên đây là những cái hồ thủy sinh ngay tại shop rất là đẹp luôn.
Ở trong đây là cũng rất là nhiều loại cá khác nhau ha. Ấn tượng quá. Ủa, cá này, cái màu đỏ này là màu tự nhiên luôn hay sao em? Dạ đúng rồi, màu đỏ là màu tự nhiên của nó luôn đó. Đẹp quá ta. Anh hồi xưa anh cũng có hồ thủy sinh, nhưng mà anh thấy cá đẹp quá, anh thả tùm lum tà la vô, cuối cùng nó cắn xích tùm lum tà la luôn. Dạ đúng rồi, mình thường những dòng cá thằng tiên này nè thì có thể thả chung với những dòng cá bự như cầu vồng. Hoặc là mình thả hồ to thì mình có thể thả thêm những dòng cá nhỏ bơi đàn nó vẫn được, thì nó sẽ không có giành lãnh thổ với nhau á. Còn nếu mà hồ nhỏ mà mình thả chung thì nó có thể cắn. Đẹp quá. Mấy cái hồ này đẹp quá ta, hồ này chắc hồ nhập ha. Dạ, hồ này là gọi là kính siêu trong anh. Hồ này thì tại Việt Nam mình có làm hết, hầu như đa số các xưởng kính bây giờ hiện tại họ đã làm hồ kính siêu trong hết. Như một cái hồ vậy mắc không nè? Đối với một cái hồ mà full siêu trong cỡ 1 mét này á thì nó dao động tầm 5 đến 6 triệu. 5 6 triệu. Là cái hồ không á ha? Dạ đúng rồi. Quá đẹp. Ủa, có con là như chết rồi, tép ha. Tép ha. Cái hồ này hiện tại nó không được ổn định đó, cho nên là đang không có thả cá với tép nữa. Mình đang kiểm tra nước đầu lại đúng không? Cá chuột Big Mi 35.000 là một con ha. Dạ đúng rồi. Dòng chuột Bích Mi này nó là dòng chuột nhỏ nhất trong họ chuột đó. Anh thấy nếu mà con cá nhỏ xíu vậy mà 35.000 là nó cũng thuộc dạng cao đúng không? Dạ đúng rồi. Với lại tại vì dòng này là nó dòng nó khó đẻ. Nó hầu như là mấy trại á ít làm được, hiện nay là nhập, đa số là nhập hết. Cho nên là giá nó hơi cao. Còn cái này là chuột gì? Venezuela. Venezuela. Này đọc cái tên là biết cái xuất xứ của nó là Venezuela luôn đúng không? Dòng cá chuột. Kìa chuột Big Mi là nhỏ, cái này chuột lớn. Em cái môi trường nước của thủy sinh với cá nó có hòa hợp với nhau, nó có kỵ cái gì không ta? Hầu như môi trường mà thủy sinh á với lại môi trường mà nuôi cá bình thường không á, hầu như nó cũng đa số là giống nhau thôi anh. Thì mình tạo một cái hệ vệ sinh ổn định á thì cây phát triển tốt nè, rồi cá sẽ sống tốt thì là nuôi được hết à. Bởi vì cái vi sinh là quan trọng. Dạ, đúng không? Anh thấy bên cửa hàng mình cũng phát triển những cái vi sinh chuyên dùng đồ này nọ. Dạ. Mà mấy con cá này nó ăn tầng đáy hết nè. Không anh, nó là sống ở tầm trung. Tầm trung, còn tầng đáy là có mấy dòng chuột á. Dòng chuột là sống tầng đáy. Dạ đúng rồi. Tầm trung là tụi thần tiên rồi ha. Dạ đúng rồi. Này là thần tiên trắng, đẹp quá, mượt mà. Thần tiên nó cũng đa dạng màu á ha em. Dạ đúng rồi, thần tiên có nhiều loại lắm. Cánh bườm mix màu. Mấy cái màu này là màu tự nhiên hay sao? Dạ màu tự nhiên hết rồi. Ồ. Lúc trước á thì là đa số là màu bơm. Sau này là họ làm được, họ lai tạo được á, cho nên là màu tự nhiên hết. Ồ hay dữ vậy ta. Dạ đúng rồi. Hồi nãy anh mới vô anh nghĩ là nó nhuộm màu, tại ngày xưa anh cũng có mua mấy con. Dạ đúng rồi. Lúc đó người ta nói rõ là nó nhuộm màu. Dạ, luôn. Dạ nhuộm màu. Anh về anh nuôi một thời gian tầm 10 ngày đến 1 tháng là bắt đầu nó mắc màu. Nhưng sau này người ta họ lai tạo được á thì màu nó tự nhiên như vậy, sống đến hết thôi, đến chết thôi. Ồ lai tạo sao hay mà ra cái màu giống như là gì ta, neon hả? Nó dạ quang lên. Dạ đúng rồi, dạ quang. Hay quá ta. Qua màn hình này nhìn nó không có bén, còn nhìn ngoài đời nó bén thiệt. Thần tiên Hải Âu, wow. Ồ, tính ra mấy cá này là thuộc dạng nó cũng cao tiền á ha. Dạ đúng rồi. Có những có dòng thấp, có những có dòng cao. Dạ. Cái thần tiên này có đi theo đàn không em? Thần tiên này cũng có đó anh nuôi số lượng nhiều thì nó cũng sẽ đi theo đàn được. Anh mê thủy sinh lắm, tại vì nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ á, công việc đồ ấy, thấy nó mượt mà đầu óc mình nó bay bổng, nó nhẹ nhàng, nó trôi hơn. Dạ, có một cái hồ thủy sinh trong nhà nó sẽ giảm stress được nhiều lắm. Đúng rồi. Xong công việc thì mình ngồi mình ngắm nó giảm stress.
Nhưng mà anh ngại cái vụ mà dọn dẹp quá. Đúng rồi, hồ thủy sinh thì mình cực cái là cái dọn vệ sinh vệ sinh hồ, thay nước thường xuyên á, để cây nó phát triển. Chứ ngày xưa anh chơi á là mình cũng muốn tự cắt tỉa đó, thì mình cắt xong ấy nó bị ố vàng, nhìn nó không có được mượt lắm. Thì hồ thủy sinh mà vô sau khi mình cắt tỉa là phải dưỡng một thời gian ngắn cho nó đầu nó xum xuê lại hết à? Dạ đúng rồi, sau khi cắt thì mình phải dưỡng lại. Mình phải giảm cái chế độ đèn xuống nè, tăng CO2 lên, hoặc là mình có thể chăm thêm một số loại phân nước để nó kích rễ kích tròn cho cây nó phát triển lại, hồi phục lại. Hay. Bên mình là có cung cấp dịch vụ đó luôn đúng không? Dạ, có. Ví dụ như khách chơi mà người ta bận quá thì bên mình là có bảo trì bảo dưỡng hết luôn đúng không? Có bảo trì bảo dưỡng, xếp thi công các kiểu luôn. Rất là hay luôn các bạn. Thì nói về thủy sinh thì đại đa số chúng ta biết rồi ha, thì cũng có nhiều chia sẻ với số bạn không biết thôi. Thì chúng ta sẽ chơi kết hợp giữa cá nè, cảnh quan nè, những cái cây sống trong nước nè. Đó thì chúng ta tạo một cái môi trường nó tự nhiên nhất, nó hài hòa nhất để cho các loài động vật và thực vật nó sống hòa hợp với nhau. Cho nên là nhìn rất là sinh động. Bản thân mình rất là thích cái hồ thủy sinh. Tuy nhiên là khá là bận rộn, cũng như là làm cái việc mà chăm sóc thủy sinh nó cần cái độ tỉ mỉ, cắt tỉa đồ này nọ các thứ hơn, cho nên là mình lười cái vụ dọn dẹp thôi. Nhưng mà nếu mà có ai có cái hồ là mình ngồi dính tới chiều luôn cũng được nữa. Rất là đẹp, rất là đa dạng. Ồ, này là cá chuột rin. Cái này là cái gì em? Giống cái vỏ sò hay dạ cái đó là cái hang đồ chơi cho chuột và lai cô của anh. Thì thường nó chuột với lai cô thường nó sẽ thích chui trốn vào những cái hang như vậy. Anh thấy nó hay ăn mấy cái rêu ở đây hả? Cái này là cái miếng đồ ăn đúng không? Thức ăn nó đi nó kiếm mấy cái thức ăn ở đây. Cái dòng này là dòng cá chuột hả các bạn ha? Cá thì nó cũng ba, nó phân ba tầng. Dạ đúng rồi, cũng phân ba tầng. Tầng đáy, tầng chung với lại tầng mặt. Dạ đúng rồi. Thì dòng cá chuột là dòng chuyên sống tầng đáy. Dạ đúng rồi. Nó chuyên dọn những thức ăn thừa mà mình khi mình rải á, mà nó rơi xuống dưới tầng đáy á thì không có cá nào ăn thì mình có thể thả cá chuột để cho nó dọn những thức ăn thừa dưới đó. Vừa là một cái gọi là một cái nhân vật ở trong cái hồ thủy sinh mà vừa là có cái chức năng là dọn dọn đáy nữa. Dạ đúng rồi. Ăn những cái thức ăn thừa. Đó, đây các bạn thấy. Cám thì nhiều khi nó đầu nó tan ra, nó rớt xuống mặt đáy. Thì những cái bạn cá chuột này sẽ là ăn những cái thức ăn này đi. Thì nó cũng giúp cho cái hồ nó sạch sẽ hơn ha, đồ ăn nó không bị phí phạm. Hồ nó sạch sẽ hơn, nó không có bị bụi dơ. Dưới này cũng rất là nhiều đá để chúng ta có thể thiết kế những cái hồ. Hồi xưa mình chơi bonsai cũng mê những cái tiểu cảnh này. Đây là neon các bạn, đây là cá đàn ha, nó bơi theo một đàn rất là đẹp luôn. Neon cũng rất là nhiều ha. Neon kim cương nè, neon đen nè. Neon thường. Tam giác vua. Rồi các bạn học sinh vô rất là đông ha. Bộ môn này rất là thu hút. Amber tetra. Ví dụ mình nuôi thủy sinh có những cái con cá nào mà mình nên né không em? Ví dụ nó ăn cây, ăn cỏ, nó phá phách đồ này nọ. Dạ có rồi anh đó. Hello em. Anh chị em chụp ảnh hả? Ok em. Dạ. Rồi ok. Chào cảm ơn nha. Dạ. Ok em. Có một số dòng cá mình nên tránh thả hồ thủy sinh như là dòng cá vàng. Cá vàng. Cá vàng là nó là dòng ăn tạp, nó ăn luôn cả cây nên mình không thả. Cá vàng là nói chung luôn hả? Dạ, đúng cá rồi, vàng chung. Loại nào nó cũng ăn dạ, hết. Dạ đúng rồi, chung loại cá vàng á. Rồi một số dòng cá lớn như là cá rồng, cá coi nữa thì mình không thả hồ thủy sinh được. Nó quậy đúng không? Dạ đúng rồi. Ồ, những cái con cá này nhìn cái màu mình cứ nghĩ là ảo không á chứ. Cái màu nó bóng, nó đẹp, dễ sợ đẹp luôn. Đây là dòng cá huyết kiếm Việt. Là đây với đây là dòng cá nhập này. Ở cá chạy nó sẽ nhập từ Trung Quốc về dòng này rồi sẽ lai tạo ra được cho mình. Cái màu thì nó sẽ không được đậm bằng những dòng nhập. Nó anh thấy hai sự khác biệt, hai cách khác biệt màu. Màu dưới sao nó sẽ nhìn, đậm hơn. Sao anh nhìn nó trên anh thấy nó vậy như nó chóa hơn, nó đẹp hơn nè. Rõ ràng nó có cái độ sậm hơn. Dạ.
À cái này là Việt Nam mình lai tạo ra. Việt Nam lai tạo ra. À, cũng hay ha. Wow. Nó có sự chênh lệch rất là đặc biệt ha các bạn ha. À, cái này là cá nhập, cái này nhập nguồn từ đâu em? Trung Quốc ạ. À, từ Trung Quốc là 160 một con là 300 một cặp. Nhưng mà cái này lai tạo ở Việt Nam thì nó chỉ còn có 70 một bé thôi. Nhưng mà thật sự mà nói có không biết là có thể là do ánh đèn hoặc là do cái nền này. Đúng rồi. Cái nền này. Một phần là do cái nền. Chắc do cái nền á. Nó làm cho con cá mình nhìn thấy con cá này nó bắt bắt hơn nè. Y như là bên trong người nó có một cái đèn ở trong đó nó chóa lên vậy đó. À, chắc là do cái nền á. Cái nền này là gì, cát suối hả? Cát ạ. Dạ. Cát. Long zin. Long phin ạ. Long long phin hả? Dạ, long phin vàng. Long phin vàng. Ủa này nó kiểu này giống cá chùa kiến quá nè. Dạ, nó là một dòng của cá chùa kiến ạ. À. Cái hệ sinh thái ở cái dưới nước các bạn nó rất là đa dạng. Nó rất là sinh động luôn. Rồi, phía đây còn một bạn cá đẹp nữa nè. Sọc ngựa vi ngắn. Màu cũng tự nhiên luôn ha. Dạ đúng rồi, màu tự nhiên hết rồi. Nó ra cái màu neon đó các bạn. Xanh chuối, neon, trời có con này đẹp quá nè. Chói lội luôn. Ôi mà rất là rẻ luôn các bạn ơi, chỉ có 8.000 một bạn thôi. Cái này nó đi theo đàn không ta? Không anh, dòng này đặc biệt là anh nuôi nó quen hồ rồi, là nó không theo đàn, nó bơi lẻ ra hết. Bơi lẻ? Dạ. Thì thường những con mà bơi theo đàn thì mình sẽ làm một cái hồ nó số lượng nhiều để nó bơi theo đúng cái tập tính nó đúng không? Dạ đúng rồi. À. Mình muốn nó bơi theo đàn mình phải nuôi số lượng nhiều. Số lượng nhiều là tiên quyết là nó mới bơi theo bám theo đàn được. À. Đẹp quá. Nhưng mà anh thấy có con có sọc, có con không có sọc ta? Dòng này anh. À. Dạ đúng rồi. Nó tùy loại, lúc mà lai tạo thì sẽ có ra con đẹp, ra con xấu á, nó kiểu như vậy. Có sọc mới là đạt chuẩn đúng không? Dạ đúng rồi. Bắt đầu lại bị ghiền, đi tới đâu ghiền tới đó, đẹp quá. Đây các bạn, muốn kim sa. Ồ, đẹp quá. Rồi bạn này bơi theo mình nè. Ví dụ trong cái hồ thủy sinh của mình đó, là cái có cần lưu ý gì vấn đề lọc liếc rồi các thứ không em? Dạ cũng có anh. Đối với một cái hồ thủy sinh á thì mình đầu tiên là mình muốn tìm cái lọc phù hợp, mình phải tính cái thể tích nước trong hồ mình là bao nhiêu lít, thì sau đó mình sẽ nhân đến 8 hoặc 10 lần để ra cái công suất lọc phù hợp với cái hồ. 8 nhân đến 8 đến 10 lần. Dạ đúng rồi. À, lấy cái thể tích nước cho đến 8 10 lần. Dạ, sẽ ra rồi mình sẽ từ cái số lượng đó mình mới mua cái công suất máy. Dạ đúng rồi, mình tìm cái lọc phù hợp. Ví dụ cái hồ mình 100 lít thì mình nhân 8 lần lên là khoảng là 800 lít thì mình kiếm cái lọc nào là 800 lít trên 1 giờ. Dạ. Thì mình mua thì nó sẽ phù hợp với cái hồ thủy sinh của mình. Điều đó có nghĩa là trong 1 giờ cái lượng nước nó sẽ lọc khoảng 8 lần hả? Nó lọc qua lọc lại 8 lần. Dạ, 800 lít trên 1 giờ. Đây. Chuột. Mình chắc chắn với các bạn luôn, nếu mà ai mà nhìn thấy một cái hồ thủy sinh á là đều sẽ rất là mê. Hầu như là nó không có kén cái thị giác của người, hay nhìn vô cái là kết liền thôi. À, có điều để chăm sóc nó thì chúng ta cũng phải cần có tỉ mỉ. Thì thường thường cái hồ thủy sinh là khoảng bao nhiêu lâu mình sẽ thay nước một lần nè? Đối với những hồ thủy sinh mà mới setup á là tốt nhất á thì mình trong vòng tuần đầu á mình nên ngày nào cũng thay nước. Tại vì trong cái tuần đầu á cái dinh dưỡng á cái từ cái lớp phân nền nó nhả ra nhiều. Mà đèn mình để nhiều á thì nó sẽ tạo nên loại là rêu hại á. Những cái mảng bám xanh hoặc là nâu bám trên lá, và những cái loại rêu như là rêu tóc, rêu tùm đen nó sẽ xuất hiện, sẽ là làm xấu cái hồ của mình đi. Cho nên là trong cái tuần đầu á thì mình nên thay nước, ngày nào cũng thay. Tuần đầu là ngày nào cũng thay nước. Dạ, đúng. Mỗi lần thay cạn luôn. Không, thay tầm 30-50% thôi. 30-50%. Dạ. Và trong khoảng 7 ngày đầu tiên á. Dạ đúng rồi, 7 ngày đầu tiên. Sang những tuần thứ 2, tuần thứ 3 mình có thể cách ra 2-3 ngày mình thay một lần. Đó. Sang tháng thứ 2, sang tháng thứ 3 thì mình có thể cách ra giãn tiếp, thì một tuần mình thay 1-2 lần cũng được. Nó chỉ cực trong khoảng thời gian ban đầu. Là lúc đó là cái gọi là cái môi trường nó chưa có ổn định. Dạ đúng rồi. Vi sinh nó chưa hình thành. Dạ, rồi các thứ thì mình thay vậy. Ok. Hay. Em những cái đá này anh giờ thấy nó hơi mềm mềm này. Ví dụ mình để vô cho ví dụ như anh cầm vậy nó đã gỏi ra tay rồi.
Cái này là nó chỉ là lớp bụi ở ngoài thôi anh, mình rửa sạch thì mình cho nãy vô hồ là được hết. Có nghĩa là trước khi mình làm là phải rửa nữa. Dạ đúng rồi. À ok. Nãy mình cầm vô mình thấy nó bột bột vậy quá, mình nghĩ giờ nếu mà thả vô nước thì nó sẽ tan trong nước dơ. Thật ra cái này là giống như mới khai thác thôi. Dạ đúng rồi, mới. Còn thô thì khi mà mọi người, các anh em ở đầu setup á, thì sẽ phải vệ sinh rửa sạch lớp mặt. Xong rồi thường thường máy này mình chắc mình kết hợp bằng keo ha. Dạ đúng rồi. Dùng. Dạ dùng là không, mình chỉ dùng keo 502 với lại kết hợp với một cái chất kích dính. Mình có thể dùng là giấy ăn hoặc là bông bông gòn để mình kết dính lại. À có nghĩa là hoặc mình là bông cưa. Cái giấy ăn mình bóp mềm ra. Dạ đúng nó rồi. Nó giống như bã ra như chất hồ vậy đúng không? Không cần bã như chất hồ anh. Ví dụ như là hai cục đá mình dính như này thì mình nhét một đoạn một khúc giấy ăn vô chính giữa này, mình chích keo 502 thì nó sẽ dính lại. Hay quá. Dạ. Biết thêm cái để phá. À đúng rồi, trong cái hồ thủy sinh thì anh thấy nó không chỉ không có đơn thuần là cá không. Dạ. Khi chúng ta có thể kết hợp với ốc nè. Dạ. Rồi còn con gì nữa chúng ta tép ha. Dạ, đúng rồi, tép. Tép. Nhưng mà với điều kiện phải nuôi cá hiền đúng không? Dạ đúng rồi, với điều kiện phải nuôi cá hiền thì mình mới có thể thả tép được. Còn nếu mà mình nuôi những dòng cá dữ như em nói là như là thằng tiên, phượng hoàng đó thì nó có thể ăn luôn cả tép. Dạ. Hồi xưa mình các bạn có cái hồ thủy sinh, xong rồi cũng ra cái tiệm cá nè, nhìn coi như nhìn đâu cũng thấy con đẹp hết. Rồi nào là thả ốc cái gì? Narita hả? Dạ, Narita. À, thả ốc. Rồi chơi tép vô. Rồi anh còn thả tôm vô. Nó quậy banh chành luôn. Có những con tôm nó búng vô mấy cái cây á, nó dạ. Nó bươi lên hết luôn. Dạ. Rồi nó ăn con tép lật ngửa cắn tùm lum tà la. Dạ. Cho nên là cái môi trường thủy sinh đó thì chúng ta cũng phải nghiên cứu cái loài nào nó cộng sinh được ha, thì chúng ta sẽ nuôi chung được, còn không là vô nó đánh nhau. À. Cá két panda. Két panda mấy con mà đậm màu đẹp quá nè. Ví dụ két panda này, những con mà đậm màu là đẹp hay là lật lật là đẹp em? À, đậm màu là thường là con trống đó anh. À. Dạ. Còn con mái nó sẽ lật hơn. Ồ. Thì các bạn đây. Ở trong hồ này chúng ta sẽ thấy nó có hai cái kiểu hình, một cái là đậm nhiều sọc rồi lanh ghê không? Lanh ghê không? Còn cái con mà nó lợt màu đó là con ca mái ha, con đậm màu là con trống. Lanh quá. Thường thì phân biệt nó thì cũng có thể nhìn vào vây hậu môn. Vây hậu môn, dạ. Sao em có thể chỉ cho anh với. Cái vây ở phía sau anh. Nó nếu mà nó nhọn á là con trống, còn mà nếu mà nó vuông tròn á là con mái, hoặc là dễ nhất thì cứ nhìn màu. Cái vây đằng sau này đó hả? Dạ đúng rồi. À. Nhọn là mái. Dạ. Nhọn còn, là trống. Nhọn là trống, tròn đầu là cả mái. Dạ. Đây là cá chùa kính nè các bạn. Đây là những con cá chức năng. Ha, nó sẽ đúng rồi, nó là dọn hồ, nó dọn những cái rêu tảo mà bám trên mặt kính mặt lá của cây thủy sinh. Và nó chỉ ăn gọi như là rong rêu thôi chứ nó cũng không có làm hại tới cá khác đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, nó không làm hại tới cá khác. Đây các bạn, đây là những bàn ốc mà chúng ta có thể nuôi trong cái hồ thủy sinh. Ha, như là này Narita. À. Này là cũng nó luôn ha. Con này là con ốc táo ạ. À, ốc táo. Đây ốc táo giống bên này. Cái cá này màu đẹp ghê luôn. Còn bên này là ốc ăn ốc. Ồ, tên nghe đọc vậy. Ốc dạ. Ăn ốc là sao đây? Dạ, tức là trong cái hồ thủy sinh mình nó có một cái dòng hại nữa, đó là con ốc hại. À. Nó sẽ bé hơn cả cái con ốc Narita này. À. Nó, dòng đó thì nó chuyên đi ngậm những cái lá cây. Nó làm cho cái lá mình nó bị lủng lỗ. À. Đấy thì mình có thể thả cái loài này vô nó sẽ ăn những dòng ốc hại đó. Ồ. Hay không các bạn? Trong một cái môi trường sống thì nó... Thật ra nếu mà chỉ cộng sinh với nhau không thì đôi khi nó cũng chưa có đầy đủ ha, nó cũng phải có những cái loài thiên địch. Dạ đúng. Để mà xử lý vấn đề. Cái con ốc táo này đặc biệt nó có hai cái râu giống ốc sên ha. Dạ. Ốc táo. Ốc táo là tại vì nó cái màu giống táo á ta, tròn rồi cái màu nó cũng giống cái táo. Cái kiểu hình nó là giống như một cái quả táo á thì nó người ta gọi nó là ốc táo. Ồ. Cơm bò, cá chăm. À.
cá chăm này chăm. Cái dòng này á thì lúc trước á là những anh em mà chơi như là cá rồng á, cá săn mồi đó thì nó là dạng cá mồi, dạng cá mồi, những cá đó ăn. Thì nhưng mà sau này á thì những anh em thủy sinh nó phát hiện ra nó có thể bơi đàn trong hồ thủy sinh rất đẹp. À. Cho nên là có thể thả luôn cả trong hồ thủy sinh. À. Cái này bên bò sát lưỡng cư tụi anh chơi là cho mấy con ếch Batman, lúc trước cũng làm cá mồi. Yeah. Nhưng mà bây giờ là sau khi mà các anh em thủy sinh mà phát hiện được là có thể bơi theo đàn. Yeah. Và nó cũng gọi là hiền lành đúng không? Đúng rồi. Cho nên bây giờ nó được nâng cấp lên thành cá thủy sinh luôn các bạn. Ồ, rẻ rề luôn á. 29.100 con. Vấn đề là ngồi điếm 100 con cũng hơi mệt ha. Lấy 29.000 ngồi điếm 100 con cũng hơi mỏi mắt đúng không? À, thường thường anh thấy cá thí sinh size nó nhỏ nhỏ, cái này có cá thí sinh nào mà size to không? Dạ to. Có, dạng to đó thì bên em có các loại cá cầu vồng. À. Đặc biệt những loại cá cầu vồng bên đây thì nên là thả hồ to, tầm hồ 1 mét đổ lên. À. Thì mình thả nó sẽ phù hợp hơn. Cầu vồng thì trong giới cầu vồng nó cũng chia ra nhiều loại. Ví dụ đây, nó là một dòng cầu vồng táo đỏ. Cầu vồng táo đỏ. Đúng rồi. À là cái cá mà bên hồ bên kia anh thấy có cái cục gù lên đúng không? Dạ, cái gù cục gù nó là một dòng sọt. Là bên dòng sọt đây, 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 đây. Dạ. Cũng là cầu vồng nhưng mà dạng dòng sọt. Dạ đúng rồi. Đẹp quá. Rất là đa dạng ha. Sáng giờ mình lên shop thì sáng nay có vẻ là cuối tuần cho nên là mình thấy khách khứa tới mua cá đồ về khá là đông. Bảy màu. Dạ. Hồ thủy sinh thì mình cũng có thể thả mấy dòng bảy màu. Bảy màu. Dạ. Mà anh thấy bảy màu nó cũng thuộc dạng nó hơi giống như nó cũng nó có dữ không ta? Không, bảy màu thuộc dòng hiền, cá hiền, cực hiền giờ. Trước mình còn thả hai con gì ta quên này, cá sim mình thì giờ nó gọi là cá gì quên này, cá beta. Beta thả. Dạ. Hai con beta cho nó phùng mang nó quýnh nhau rắc. Dạ. Tôm bươm hết trơn. Ali điện quang. Dạ. Mắt ngọc. Đây cũng là một dòng thuộc họ của cầu vồng. À, đó là thạch mỹ nhân. Thạch mỹ nhân. Dạ. Cầu vồng. Ở đây cái cá mà cái nguồn gốc Việt Nam của mình cho vấn đề thủy sinh nó nhiều không em? Dạ nhiều anh. Ừ. Thì hiện tại đa số mấy trại Việt Nam mình đa số họ đều làm cá được hết. À. Đều lai tạo được hết. Nhưng về cái độ màu sắc thì nó vẫn chưa được đẹp bằng các nước ngoài như là Trung Quốc, Thái Lan, Indo. Ừ. Thì những nước đó thì họ nó làm màu đẹp hơn nhiều. Có nghĩa là giữa Việt Nam mình với lại các nước khác á, thì cái giống cá là giống nhau. Chỉ dạ, là cái chất lượng của. Dạ. Nước ngoài người ta nuôi tốt hơn mình. Dạ, người ta làm sinh sản lai tạo tốt hơn mình. Dạ đúng rồi. À, anh nghĩ cái này từ từ Việt Nam mình sẽ cải thiện được thôi mấy. Dạ, này đúng rồi. Nó liên quan tới vấn đề nguồn nước hay là nguồn gen ta? Dạ, chắc là nguồn gen quá. Nhiều lắm anh. Nó liên quan về nguồn nước, là thời tiết, khí hậu. Liên quan về gen là cũng là một phần, rồi liên quan tới cả thức ăn nữa. Thức ăn mà thì hầu như là đa số anh em Việt Nam, các trại Việt Nam thì đều cho ăn cũng giống như ở nước ngoài thôi. Dạ. Cái quan trọng nhất là cái thời tiết, khí hậu, nguồn nước, và cái cả gen thì là cái quan trọng nhất. Nếu vậy thì cái anh nghĩ cái nhiệt độ, cái thời tiết đâu nó cũng ảnh hưởng tới cái màu sắc của con cá đúng không? Dạ đúng rồi. Bảy màu coi rét. Thường thường những cái dòng cá này tuổi thọ cao không em? Dạ cao anh. Ví dụ như những dòng cá nhỏ mà bơi đàn á thì có thể tuổi thọ nó từ 2 đến 3 năm. Mà có thể hơn nữa nếu mà sống trong môi trường điều kiện tốt. Cầu vồng. Ô, cầu vồng này nó có đi theo đàn không ta? Anh thấy nó chùm chùm lại một chỗ. Cầu vồng á nó đi theo đàn là chỉ là lúc mình đưa tay á hoặc là cho ăn á mình tập cho nó quen nó đi theo đàn thôi, còn lúc nó bơi bình thường trong hồ nó cũng sẽ không theo đàn. Okay. Đây các bạn nếu mà bên này còn nữa nè. Ở đây tép các bạn. Tép. Em trên này em thả mấy cái gì á em? Dạ cái đó là bèo anh, bèo cám.
Rồi cám. Dạ. Là nó trang trí không hay là nó là cũng là đồ ăn của tép? Nó một phần là để che bớt ánh sáng đèn anh, để tránh lên tảo á. Còn một phần là nó cũng có được lập được một ít chất lượng nước cho nó mình tốt hơn. Ồ, coi như mình tạo cái môi trường nó gần gần với tự nhiên luôn. Dạ đúng rồi. Đây là gì? Tép loạn màu, loại đẹp, loạn màu ý là đủ màu á. Dạ đúng rồi, loạn màu tức là những dòng này nó là không phải thường chủng, nó đã lai tạp với những màu khác á. Có nghĩa mình lai là nó ra màu tùm lum tà la luôn. Dạ đúng rồi. Không có thuần cái màu. Dạ. Cái dòng này á thì những anh em mà mới xếp hồ tép á thì có thể thả để test thử chất lượng nước trong hồ. Ồ, coi như là lính cảm tử. Dạ. Bây giờ test nước rồi sao? Tép mũi đỏ. Còn bên đây là dòng tép mũi đỏ, là dòng tép chuyên thả cho hồ thủy sinh để ăn những rêu hại như là rêu tóc, rêu chùm đen được. Ồ em, anh thấy mấy cái bèo em thả dưới đây là mấy cái này là mấy cái rễ của bèo quá hả? Dạ đúng rồi, rễ của bèo đó. Ồ. Bình thường mình chỉ thấy bèo nó nổi trên mặt nước thôi, mình khó có nhìn thấy được cái mặt mà giống như kính mình nhìn vô vậy nè, thấy những cái rễ nó là đu dưới nè. Chứ thường thường chúng ta nhìn ở trên cho thấy bèo không à. Hôm qua trên kênh thì mới lên cái clip về tép ở chỗ của Duy ha các bạn ha. Hôm nay mình lại tiếp tục được gặp tép nữa. Firet. Tép vàng Thái. Mấy bé này màu tốt quá ha. Dạ. Đẹp. Những dòng này là nhập từ Thái ạ. Nhập từ Thái. Từ Thái. Mua 10 tặng 1, 7.000 một con. Tép sô cô la. Này là tép màu, dạ, này là tép ong. À, trên đây có một con tép ong à. Bên đây ạ, à, tép lạnh thì bên em có hai dòng. Đó là ong đỏ và lumbon. À. Không, thật sự là có những cái bạn cá rất là đẹp luôn. Màu đẹp quá, xê càng xanh. Hồng nhung. Ủa mình để cái bao lưới cho nó bám. Dạ đúng rồi. Thường cái bao lưới này là để trong lúc vận chuyển tép. Vận chuyển tép để tép nó bám vô, tránh tình trạng là nó bị gãy chân trong quá trình vận chuyển. Nghĩa là nếu mà không có nó thì nó cứ trôi dạt. Dạ đúng rồi. Lóc lắc cho nó gãy chân. Dạ. Cho chỗ cho nó bám vô vô. Hay quá. Cái trên này là một cái máy lọc ha em? Dạ, cái đó là máy làm lạnh nước anh. Làm lạnh nước hả? Dạ. À, cái nhiệt độ trong cái hồ thủy sinh thì nó có quan trọng không em? Dạ, cũng có quan trọng anh. Nhiệt độ trong hồ thủy sinh á thì cố gắng dao động từ 28 độ xuống, không nên được trên 28. Vì trên 28 là cây nó sẽ khó sống, nó không phát triển được đẹp. Nếu vậy, nếu mà mình để cái hồ nó ở giống như bên ngoài không gian mở á thì là nên có máy lạnh hả? Ví dụ tệ gì thường hồ thủy sinh là hồ kính đó, thì mình nên để trong phòng trong tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời, tạo rong rêu đúng không? Dạ đúng rồi, khi mặt trời chiếu ánh nắng trực tiếp vô sẽ lên tảo, từ tảo xanh cả hồ thì mình lúc đó nhìn sẽ bé mắt thẩm mỹ. Nhưng mà trong phòng của mình thì cũng chưa chắc có máy lạnh. Dạ trong thì... nếu mà trong phòng mình nó hơi nóng thì mình có thể gắn thêm một cái cây quạt, quạt cho hồ thủy sinh đó. Dạ thì cái cây quạt đó giảm được từ 1 đến 3 độ tùy theo cái nhiệt độ trong phòng. Ở đây mình là đầy đủ phụ kiện để cho mọi người có thể vào đây, có nghĩa là shopping cái là ra có cái hồ luôn đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, bên em đầy đủ hết. Bên này là khu vực của cây nè các bạn. Đây là những cái loại cây mà dùng trong thủy sinh ha. Thì tiếp theo mình sẽ nhờ Hào, chúng ta sẽ trò chuyện về cây đi. Dạ. Cây trong thủy sinh anh thấy nó cũng rất là đa dạng luôn đúng không em? Dạ đúng rồi, cây trong thủy sinh là cực kỳ nhiều, cực kỳ nhiều dạng. Ví dụ nó có chia phân dòng hay là sao sao không ta? Dạ cũng có, thì cây thủy sinh đó thì nó có như là dòng cắm, cắt cắm, ta gọi anh em ta gọi là cắt cắm á, thì khi mình cắm một cái thân cây xuống, sau đó nó phát triển á thì mình cắt ngang, thì mình có thể dùng cái thân cắt ngang đó mình có thể cắm xuống lại một lần nữa, nó cũng phát triển lên nữa, nên gọi là dòng cắt cắm. Vậy là bên giống như bên cây nó gọi là hôm á, kiểu dạng hôm á, dạng như cắt ghim. Dạ. Còn có một số dòng cây á thì nó sống giá thể, thì mình có thể dán nó lên lũa hoặc lên đá.
như cái này là mình nếu mà mình nhét nguyên cái này xuống cái hồ luôn, ví dụ như cái đáy mình sẽ nhét ở đây hả? Nếu dạ. mua cái này về sử dụng á, nếu mà mua cái này về thì anh sẽ bỏ cái rọ này ra, sau đó anh cắm từng ngọn cây xuống. Ồ, dạ. coi như mình phải cấy lại dạ, từng ngọn luôn. Dạ. Cái này là cây gì em? Cây này là cây gì? Tại hồng lá kim anh. Hồng lá kim. Hả? Dạ. Cắt cắm đồng giá 15.000. À, cửa hàng đồng giá các bạn vô đây, tưởng vô cửa hàng rau xanh. Em ngày xưa anh chơi bonsai á, thì tới lúc mà nó dài ra, nó dài quá thì anh cắt. Dạ. Anh cắt đi thì cái đầu này bị cháy. Dạ. Thì anh nhìn thấy nó xấu quá, nhìn thấy nó chán quá thì gọi là dọn dẹp cắt tỉa đúng kỹ thuật là nó làm như thế nào ta? Thì nói với dòng cây cắt cắm này á, thì mình cắt thì nó cũng chỉ cần cắt ngang thân đó thôi thì sau đó nó phát triển lại. Mà trong lúc mà cắt cây rồi á, cây nó sẽ yếu. Lúc đó mình phải chăm sóc nhiều hơn một tí. Ví dụ như em nói là phải thay nước nè, phải giảm đèn nè, tăng CO2 với lại chăm một số loại phân dinh dưỡng để kích cây nó phát triển lại. Không, chính xác là cây này luôn nè. Hồi xưa anh làm cái hồ đó là nó những cái bụi này giống như cỏ lao hả? Dạ, cái đó là cỏ na rong á. Cỏ na rong. Dạ. Thì lúc mà nó dài quá đó, dạ. nó dài quá nó đụng cái trần hồ thì anh mới cắt dạ. ngang vậy. Dạ. Xong rồi cái đầu này nó sẽ bị cháy. Dạ đúng rồi. Cái dòng này đặc biệt cái dòng này là không phải là dòng cắt cắm. À. Cái dòng này anh khi anh cắt ngang rồi chỗ đó nó sẽ không phát triển nữa. Ừ. Nó sẽ mọc lên từ ở dưới thân. À. Từ dưới rễ dưới nó sẽ mọc lên cây khác. Vậy cái dạ. cách mà bảo dưỡng đúng kỹ thuật là mình cắt như thế nào em, cũng có nghĩa là mình đành chấp nhận cho nó cháy chỗ này. Dạ đúng rồi. À. Đối với những dòng cây ví dụ như cây này á thì mình cắt thì mình sẽ cắt sát ở dưới hơn một tí. À. Dạ. À, để... cắt sát luôn để dạ. chờ nó mọc cái non lên. Dạ đúng rồi. Ồ. À, có nghĩa là tới chơi một thời gian khi mà nó dài quá là mình cắt coi như mình nuôi lại từ đầu. Dạ đúng rồi. À. Hồi đó anh không biết anh cắt, ví dụ như nó dài quá anh cắt ngang tới đây. Dạ. Xong đầu anh nhìn vô anh thấy nguyên cái khúc này nó cứ bị cháy cái đầu ấy, anh nhìn thấy nó xấu quá. Dạ. À, thì ra đúng kỹ thuật là mình sẽ cắt sâu hơn chút xíu nữa dạ, để rồi. Cho nó nằm mật dưới luôn. Dạ. Nó sẽ lên những cái cây mới, nó dạ. mượt mà. Dạ. À, ok, học thêm được cái nữa. Ngoài cắt cắm ra thì nó còn, hồi nãy em nói gì, cấy hả? Dạ đúng rồi, cấy, một ha. số dòng cây sống giá thể thì mình có thể gắn nó lên lũa hoặc lên đá. À. Ví dụ như những dòng rấy nè, rấy lá tròn, rấy cà phê, rấy tàu. Đấy, những dòng này là những dòng sống giá thể. Là mình sẽ cấy lên lũa, dạ, cấy bằng gì ta? Dán, mình có thể dùng keo hoặc là dùng cước. Keo thì keo chuyên dụng thủy sinh, không ảnh hưởng gì đến môi trường cá tép. À, có nghĩa là mình dán nó lên cái lũa xong rồi những cái rễ này từ từ nó sẽ bám vô. Dạ đúng rồi, nó sẽ bám vô. Hiểu rồi. Ngoài ra thì nó còn có một số dòng như dương sỉ. Dương sỉ nó cũng mình rất là dễ sống luôn. Mình có thể nhét nó vô hốc lũa, hốc đá gì đó. Này là dương sỉ sừng hưu. Dạ. 50.000 một bụi. À, cái này là em đã ghép vô sẵn rồi đúng không? Dạ đúng rồi. À, nó bám vô cái giá thể này rồi, cái này giờ mình chỉ áp vô hoặc là mình nhét vô gốc. Dạ đúng rồi. Okay. Này cũng dương sĩ. Dương sĩ Java. Dương sĩ Java. Java là nó gầm khu vực ở Indo rồi. Dạ đúng rồi. Ồ. Giống ngò gai. Ngoài ra thì có dòng rêu. 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 Thường thì anh em chơi cây bonsai á, thì sẽ đính rêu này lên cây. Em bonsai. Chơi cái dạng kiểu hồ bonsai đúng không? Dạ đúng rồi. Anh này đó anh cũng có chơi bonsai, cũng mê bonsai lắm. Bên kia anh thấy có mấy cái mẫu cây mà mình sẽ coi như là nãy nói rêu thì mình sẽ đầu mình tách ra cho bám lên đây. Dạ đúng rồi. Mình có thể một là mình dùng keo, mình chích lên những cái phần thân này rồi mình đặt rêu lên. Còn hai đó là mình dùng cước, mình để lên kia rêu lên rồi mình dùng cước mình quấn quanh. Thì từ từ nó sẽ bám, nó ôm vô. Dạ đúng rồi. Nó tạo ra lên. Từng mâm luôn các bạn. Từng tay, từng mâm. Rất là đẹp ha. Như cái này là cái tay này là của cây gì em biết không em? Cái này là của xương chùm. Xương chùm hả? Dạ, người ta sẽ ghép vô. Đây các bạn,
dụ như các bạn chơi theo phong cách bonsai thì sẽ tháp rêu lên đây ha, tháp rêu lên đây xong rồi từ từ nuôi, nó sẽ dưỡng, nó sẽ phủ kín nguyên cái tai xanh luôn. Thì các bạn đây là giống như nhìn nhìn một cây bonsai mà theo dạng là khoe xương ha. Thì đó, người ta làm sẵn những cái này, chúng ta về chúng ta tháp những cái mâm rêu lên thì nó sẽ rất là sinh động, rất là đẹp. Anh thấy bây giờ mọi người đang chuộng chơi cái kiểu bán cạn hay là? Dạ đúng rồi, bán đó. Cạn. Ở đây mình không có cái hồ, à hình dạ, như có. Em có cái hồ bán cạn. À, bây giờ nãy giờ là mình sẽ đi một vòng coi những cái điều cơ bản nhất ha, một lát mình sẽ nhờ Hào coi như là đi sâu hơn trong vấn đề gọi là phong cách rồi thiết kế rồi những cái phụ kiện cần thiết trong cái hồ bonsai. Đây là cái hồ nãy mình nói với các bạn. Dạ. Mình mới vừa nói theo cái kiểu cây bonsai. Bonsai này thì em không dán riêu mà em là dán ráy. Ráy. À. Dán ráy thì cái nó nhìn nó thật hơn, lá nó to. Dạ. Nhưng mà cái độ mượt anh nghĩ cái riêu chắc mượt hơn quá. Dạ đúng rồi, nhìn riêu nó sẽ mượt hơn. À. Các bạn, đây là một cái gốc cây ta để ra từng mâm, xong đầu dán những cái cây ráy lên. Thì từ từ ở đầu nó sẽ phát triển tốt, thì nó sẽ phủ, nó ôm hết từng cái tay, tay nó ra từng cái mâm. Dạng bonsai rất là đẹp ha. Còn rất là nhiều thứ để tìm hiểu, ví dụ như những cái cây để trồng mặt nền nè. Là có thể là riêu, hoặc cái này là cỏ hả? Này là cỏ, nó là cỏ ngu mô chiên lùng xòe. À. Đó rồi chúng ta phải hiểu thêm cái chất nền, chất nền trong bonsai. Đó, còn rất là nhiều thứ để tìm hiểu. Đây các bạn, đây là dạng kiểu rất là hot hiện nay ha, kiểu bán cạn. Bán cạn là sao? Có nghĩa là chúng ta sẽ chơi một cái tác phẩm mà nó có phần nổi trên mặt nước và phần nổi dưới mặt chìm ở dưới mặt nước. Thì ở đây chúng ta nhìn vô một cái thiết kế là có đá nè, rồi cây rễ đầu dưới đây. Ở trên này cây nó mọc sống này, kiểu dạng những cái cây gọi là trong rừng ngập mặn á. Dạ đúng rồi. Kiểu rừng ngập mặn á thì nó sinh động. Một cái phong phong cách này á thì phù hợp với những người mà ít không có thời gian nhiều á, không có thời gian nhiều để chăm sóc hồ thủy sinh thì có thể chơi cái phong cách này. À. Phong cách này hầu như là 1-2 tuần anh thay nước một lần cũng được, không cần chăm sóc nhiều. Và nó cũng không có cần phải cắt tỉa cây rồi. Dạ đúng rồi, cũng không cần phải cắt tỉa. Những cái hồ này là của Việt Nam làm hết ha. Dạ đúng bằng rồi. Bằng kính siêu trong ha. Dạ, kính siêu trong. Và nó ép thì nó là rất là đẹp ha. Khéo. Cái phần silicone nó không có bị dư cái rì ở đây nè. Dạ. Đúng không? Cái đó là gọi là kỹ thuật dán dấu keo của mấy anh em xưởng á. Ừ, dán dấu keo á. Dạ. Còn những cái khúc cây dưới đây làm gì em? À, những cái khúc cây này á, thì là chơi cái phong cách bố cục rừng. À, dạ. Kiểu cụm rừng á. Dạ đúng rồi, rừng. Ồ, nhớ rồi, bữa này mình đi ra ngoài gì Phan Thiết các bạn nhớ không? Bán những cái chỗ phi á, phi thái á. À, những cái khúc cây như thế này. Về anh em mới tháp dạ. Tháp những cái tai ra. Dạ đúng rồi. Cấy riêu cái đồ dạ. Ra làm theo từng cái kiểu rừng. Bố cục rừng ha. Trước sau. Cái cây này là cây gì em? Nó là lũa thạch sùng á. Lũa thạch sùng á. Dạ. Thạch sùng lên thẳng lặng á. Dạ. À, tại sao kêu vậy ta? À, cái này thì do mấy anh em đi khai thác á thì đặt tên, tên gọi đặt tên như vậy thôi. Chứ em cũng không rõ là sao tên đấy. Lũa thạch sùng. Ok. À. Đầy đủ máy lọc, phụ kiện, đèn đốm là đủ hết. À, trong thủy sinh á, cái đèn có là yếu tố quan trọng không em? Dạ có anh, đèn là một yếu tố quan trọng trong hồ để cây nó phát triển. Dạ. À, ngoài đèn ra thì nó còn có hai yếu tố nữa, đó là dinh dưỡng và CO2. Đấy, khi mà đủ ba yếu tố đó thì một cái hồ phát triển sẽ rất là đẹp. Những cái đèn này nó gọi là đèn chức năng hết hay là nó chỉ là đèn phát sáng thôi? Nó là đèn phát sáng thôi anh, dòng đèn này là dòng đèn thường để đánh cá thôi. À. Dạ. Ví dụ như anh em mà mới bước vào chơi thủy sinh á thì em có gọi là đưa ra cho mọi người những cái lưu ý gì không? Ví dụ năm cái lưu ý khi mà chơi thủy sinh để cho một cái hồ nó đẹp, nó tốt, hoặc là cách chọn cây rồi sao sao đó. Dạ. Thì... cái mà nếu mà những người anh em mà mới chơi á thì em sẽ chọn cho những bố cục với lại những dòng cây mà dễ chơi để họ tìm hiểu từ từ, sau đó mới nâng cấp lên.
Và những lưu ý mà khi chơi hồ thủy sinh á, quan trọng nhất vẫn là cái chế độ thay nước. Chế độ thay nước như em nói trong cái tuần đầu rất là quan trọng. Đấy, thì nó chỉ có lưu ý một số điều đó thôi. Còn về chất lượng nước á, thì hầu như hồ thủy sinh đa số pH thì tầm 6 đến 8 đều có thể nuôi cây nuôi cá được bình thường. Đó là cái độ pH trung bình đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi lọc và đèn. Dạ, lọc đèn. Thứ hai nữa là ngoài cái việc thay nước còn phải quan tâm đến cái nhiệt độ cũng là một phần. Như em nói, nhiệt độ phải dưới 28 độ thì cây mới có thể phát triển và sống tốt được. Rồi thí dụ như bây giờ anh muốn build một cái hồ mới đi. Dạ. Ha. Thì đầu tiên anh sẽ cần làm gì, rồi thời gian nào mà vô cây, rồi thời gian nào thả cá. Dạ. Nó phải có cái gọi là kế hoạch hết đúng không? Dạ đúng rồi. Về một cái hồ thủy sinh tổng thể á, mình gọi là cái mình phải chuẩn bị trước cái phần cứng. Phần cứng như là gồm hồ nè, lọc nè, đèn, quạt với lại phần nền. Đấy. Rồi nếu mà trong cái thời gian mà lúc mà đầu mình xếp á thì mình ra có thể trồng luôn cây được. Sau đó mình vào nước mình chạy lọc cycle khoảng 5 đến 7 ngày là mình có thể thả cá tép. Rồi mình sẽ theo dõi. Đúng rồi. Mình sẽ quan sát. Thì ví dụ như một cái hồ mà nó gọi là nó ổn định rồi, nó bắt đầu nó vận hành nó tốt á, thì mình nhìn những con cá, con tép, cái cây trong đó mà nó phát triển tốt là chứng tỏ là nó ok. Dạ đúng. Còn những cái dấu hiệu nào mình nhìn là mình biết nó đang có vấn đề để mình điều chỉnh. Những dấu hiệu mà nhìn hồ thủy sinh đang có vấn đề như là cây nó bị héo nè, nó bị vàng, bị úa nè, xuất hiện những cái đốm tảo xanh, tảo nâu trên lá nè, xuất hiện những cái loại rêu dài như là rêu tóc, rêu chùm đen rồi. Thì đó là những dấu hiệu mà có một hồ thủy sinh mà đang không được ổn định. Hay. Nói chung là tất cả đều phải có cái sự quan sát. Dạ đúng rồi. Mình áp dụng những cái, nói chung là đầu tiên là hiểu về cái môi trường sống, xong rồi biết cái cách làm kết hợp lại với nhau, và tiếp theo là mình sẽ quan sát theo dõi coi mọi thứ nó có run đúng cái ý mong muốn của mình hay không ha các bạn ha. Rất là hay. Ok các bạn, hồi nãy giờ chúng ta đi một vòng gọi là tham quan shop thủy sinh tím ha, thì cũng có nghe Hào chia sẻ về cá, về lũa, về nước, về này về nọ, nhưng mà tất cả nó đều gọi là ở cái mức cơ bản thôi. Thì hẹn các bạn clip sau mình sẽ đi sâu vào chi tiết, có thể là sẽ nhờ Hào tư vấn cho chúng ta đi từ những cái bước đầu tiên build một cái hồ như thế nào, từ cái phân nền tới nước tới cây tất cả mọi thứ luôn. Ok, chúc mọi người xem clip vui vẻ ha. Bye bye.